vàng này tới 5 lõi, 5 lõi là lên tới 10 mấy khối rồi. Cứ một màng là nếu mà chạy đúng áp lực nó ra 1,5 khối, một màng vậy nè, 1,5 khối. Áp đang chạy bao nhiêu, cái áp lực nó đang lúc mà anh đang chạy nó lên khoảng bao nhiêu, 10 ký không? Mình không ép lắm. Ừ. Chạy thải nhiều hơn. Ủa thải nhiều hơn hả? Bơm này 10 ngựa 7,5 ký. Ống. Ống đi bằng ống ống bình minh. Ống bình minh dịu nước lạnh. Ngồi đấu mấy cái ống này cũng khổ lắm à. Được anh Hào á. Chạy đưa về tụi nó lắp vô để chạy. Lắp vô chạy hết. Cột này là 60 inch. Bom biết. Thời gian này anh chỉ mua thiết bị và đá thôi chứ. Cái đặt ở trong tôi toàn phát nó làm cái cụm này. À. Rồi về đấu ống vô thôi. Có điều sửa chết. Có điều anh hàng cái này tay tay thợ hơi hơi yếu quá. Hơi không được tốt. Ừ. Lọc quá đẳng cấp luôn.